Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip này này em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa rất là hay trong tầm tiền, đó là cặp loa tai Noi D700. Đây là một trong những cặp loa bên em bán rất là nhiều và được đông đảo các audiophile ưa chuộng. Mẫu loa tai Noi D700 này là một trong những mẫu loa nghe hay, bày đẹp, phù hợp với nhiều không gian. Và đây là cặp loa hàng từ Nhật về. Và đây là cặp loa tai Noi D700 Gold các bác nhé. Dòng này nó có hai đời, đó là đời Rosewood và đời Cherry. Đây là đời Cherry nhá. Đó, cặp loa tai Noi D dòng D700 này nó có các đời từ D100, D300, D500 và D700, và cao cấp nhất bây giờ đó là D900. Và đây là cặp loa đứng thứ hai sau cặp loa D900. Đó. Với cái cấu trúc thùng loa thì loa sử dụng một bát đồng trục 25cm và một super bát bên dưới hỗ trợ cái giải trầm rất ấn tượng để phù hợp với nhiều không gian và cũng như là phù hợp với nhiều các bác chơi đa thể loại nhạc đó. Và hôm nay chị em sẽ ghép với cái bộ dề pao và đến từ thương hiệu Aquaphay này. Đây là cái bộ dề pao mà hôm trước em thanh lý đã quay rồi, quay chi tiết rồi, và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa D700 này, và sau đó em sẽ test nhạc với cái bộ dây bao này để các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ phối ghép này nhá. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em quay cận cảnh, em sẽ quay cận cảnh và để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của đôi loa này nhé. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng em xem cận cảnh của cặp loa tai Noi D700 này. Đó. Với cái cấu trúc thùng loa của cặp loa tai Noi D700 này, với cái xu hướng là to phía trước và sẽ vát thu nhỏ từ phía sau lại, giống như một cái hình thang đây. Đó. Và những cái mép này thì bo tròn thì rất là đẹp. Góc cạnh thì vuông thành sát cạnh. Đó, vô cùng là đẹp. Đó. Đây là cặp loa tai Noi D700 Cherry. Loa tai Noi D700 này với cấu trúc là sử dụng một loa bát đồng trục 25cm, màng carbon và gân cao su mềm đây các bác nhìn đây. Đó, rất là mềm và sử dụng kiềng vuông. Đó, đây là họng kèn đồng trục. Và ngoài ra cặp loa tai Noi D700 này sở hữu một bát super bát 25cm bên dưới. Cái bát này thì hỗ trợ cái giải trầm mạnh mẽ hơn, các bác muốn chơi đa thể loại nhạc, chơi những nhạc tiết tấu nhanh đều rất là ổn đó. Và bên đây là cái phần tem cờ, còn đây là cái tem tai Noi. Cặp này thì có cái bộ vân thì tuyệt đẹp, vân giống như vân cánh bướm đây đó. Vân cánh bướm, hai bên là thùng quách kìa, rất đẹp rồi đó. Loa tai Noi D700 với trở kháng là 6 ohm, với trở kháng 6 ohm và độ nhạy là 93 decibel. Đó, công suất max nó là 300 watt. Đó, nên với cái trọng lượng là 41 kg là rất là nặng. Và cái chiều cao của cái cặp loa này từ trên đỉnh xuống dưới chân, từ dưới chân lên tới trên đỉnh nó là 1 m, nó là 990. Đó, và cái chiều rộng từ trái sang phải cái cặp loa này là 37,4cm. Và cái chiều sâu của cặp loa này từ trước về sau nó là 36,7cm. Đó, em sẽ quay, đấy là cái thông số cơ bản về cặp loa này. Và đây là cái phần e căng của cặp loa này thì đương nhiên là cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cái khung căng bằng nhựa rồi, nhựa đúc. Đó. Và em sẽ quay luôn cái cặp mà loa bên này để các bác cùng trải nghiệm. Rồi, thùng quách bo thì rất đẹp rồi. Đó. Cấu trúc thùng loa, một loa bát đồng trục 25cm. Đó, độ nhạy là tới 93 decibel. Công suất max là 300W. Nên là các bác cứ đánh đa thể loại nhạc chơi thoải mái luôn. Với trở kháng 6 ohm. Và mỗi một chiếc loa này nặng tới 41kg. Đó. Đây, vân cánh bướm rất đẹp. Đó. Và chiều cao nó là 990 từ dưới chân lên trên đỉnh. Đó. Em sẽ quay cái phần sau để các bác cùng trải nghiệm nhé.
Đây, rất đẹp, vuông thành sắc cạnh. Dòng tay nói D700 này sử dụng hai cái lỗ thông hơi song nằm liền kề nhau. Đó. Hai lỗ thông hơi này. Đó, khi cái những cái lỗ thông hơi các bác kê thì xe xa tường một chút. Đây là cái mắt gỗ nhé. Mắt gỗ rất đẹp chứ không phải là xước hay bẩn đâu nhé. Nhiều bác không nhìn không rõ thì là bảo là sợ xước hay bẩn. Cặp loa đẹp. Loa tay nói D700. Đây là cái hàng của công ty Tech của Nhật. D700 American Cherry. Đó. Đương nhiên là dòng này sẽ là trùng vân trùng cặp rồi. Đó. Đây là các bác yên tâm dùng nhá, đây là không sợ bị lệch. Sẽ quay nốt cái bên này. Đó. Rất đẹp. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em sẽ đấu nối và sẽ phối ghép với bộ dề bao đến từ thương hiệu Acofay có model là P370 và C245. Bộ này thì em bán thanh lý, khách nâng cấp mà còn rất đẹp, giá là 89 triệu nhá. Và đôi loa tay nói D700 Cherry này giá đang giao lưu với quý vị. Cặp loa đẹp như này thì giá 78 triệu. Đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng em thưởng thức những bài nhạc hay nhất nhá. Tụi em cũng như hoa mới nở,
người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sắt đèn nơi chưa dừng nên lần đần trốn chuyên. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm đi ngoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây ra hoa đi lấy. Bóng bây giờ buồn tên, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng có còn chi đâu, tôi đành nghe trong mơ. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu, tôi đành nghe trong mơ. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu.